dài 4m6 vậy đó, bao nhiêu đó. Thực ra là nếu mà anh mà như này thì anh phải tìm hiểu rõ về gỗ mới đi. Anh phải tìm hiểu rõ về gỗ xong bắt đầu anh nói chuyện lại với lại anh em. Bây giờ nếu mà đã làm hết ở nhà anh rồi thì anh phải biết rõ về cái gỗ họ đưa vào cho mình là gỗ gì. Chứ bây giờ anh thì nó họ đưa vào cái gỗ tạp mà họ nói ra một cái gỗ linh tinh các anh cũng nghe khó nhở. Bởi vì mình không biết anh, chứ không phải tại vì mình tin cái người bán đây, người bán người ta nói là gõ gỗ gỗ cũng vậy đó, rồi tay cầu thang là vậy đó, giá vậy đó thì mình đồng ý, thì mình tưởng thì nó giao đúng đồ cho mình, ai ngờ mình đâu có biết là nó giao như vậy đâu. Đồng ý, cơ bản là cái người làm người ta có thật hay không cho anh ấy. Thì đó, thì bởi vì mình mới bị lừa ở chỗ đó đó. Lừa gì đâu, mình không biết, không rõ về gỗ thì bây giờ là anh dính chưởng thế thôi. Còn nếu mà bây giờ mà làm ngon lành cành đào thì cứ hai loại gỗ thông dụng trên thị trường là gỗ lim xanh tali và gỗ gõ gõ đỏ ấy. Trong gõ đỏ thì lại phân ra làm ba loại, gõ đỏ ba chi hoặc lize hoặc gala, thì ba cái loại đấy thì anh lại phải rõ, hoặc là gỗ lim thì anh cũng phải rõ về vân gỗ. Thì tất cả những cái thứ đấy thì em đều chia sẻ các anh ở trên kênh rồi, các anh cứ vào đấy tìm hiểu thì chả có thằng nào mà lừa được là bọn anh. Mình giờ mình cũng không có gọi với cái dân cái này kia, mình cũng chưa có gành luôn anh ơi, theo dõi chứ cũng không có gành nổi. Anh không dành về vân gỗ thứ thì anh phải dành về về chất lượng của nó đấy, biết về cái tính chất của nó. Chẳng hạn như gỗ gõ chẳng hạn thì ngoài cái vân như thế rồi anh còn phải biết về về cái mùi mùi nó hắc đấy. Cái ghim gỗ mình khi mà dưới nước BU hay là lên cái thì nhìn nó mịn mà nó bóng, cái tôm gỗ nó nổi bồng lên đấy, nó không chìm như cái loại mà anh vừa gửi em đây đâu đấy. Còn về cái tính chất của nó là nó không cong vênh, không lẻ dăm. Cái gỗ này cái dân của nó như cái dân cây dừa vậy đó. Ui dân như là cái cây dừa thì đấy là cái cây ấy rồi, hàng MKB rồi. Thì Anh mình ngửi cũng mùi nó coi có cho chua không? nó sơn này, giờ em cũng biết nữa. Nếu mà vân nó như là cái sơ dừa thì một là MKB, hai là hàng gỗ dâu đấy, toàn gỗ tạp thôi, nên là nhận cái giá như thế thì thực sự là anh bọn anh cứ dễ tiền quá, chả chịu tìm hiểu kỹ. Thậm chí thà đặt ở xa một tí nhưng mà mình chọn những gọi là cái cơ sở nó uy tín, họ mang vào đấy cùng lắm họ chỉ tính đắt lên gọi là cái tiền xe dăm 10 triệu đó là ok. Lát tận nơi cho các anh. Cái người lắp nó cũng ở Cà Mau nữa mới đọc đó chứ. Em biết mà, thường khi là có nghĩa các anh không có gọi là tin tưởng ở xa, nhưng mà ở xa thì lắm anh em vẫn làm chuẩn mà. Cái đấy là do là mình phải lựa chọn thôi, người ta gọi là chọn mặt gửi vàng anh ạ. Nên là đấy, chia sẻ các anh rồi cứ lắp xong bắt đầu các anh lại cứ thấy nó khác khác thì bắt đầu lại đi hỏi, lại đau hết cả đầu. Tại vì lúc mà mình sử dụng đồ á, mình cứ nghĩ là người ta là sẽ bán đúng cái sản phẩm, người ta nói cái giá đó là cái giá của cái sản phẩm, là như là ông nói là cái giá của sản phẩm là giá gỗ đỏ 6,5 triệu đó, nhưng mà khi ông giao là không phải vậy, bởi vì mình mới xin ý kiến của anh em chuyên Nếu mà làm mà không đúng gõ đỏ thì mình có thể là giả lại được mà anh. Cứ cam kết mà giả thôi. thì mình như là mình, cái tấm của mình là không có muốn nói tới nói lui hai ba lời, cho nên đó là mình phải hỏi kỹ cái con, ví dụ như anh em mà làm sai thì mình nói với người ta coi ta có thể làm lại cho mình không, chứ mình không có cần cái ấy, mình cứ cần đúng cái mẫu gì thôi. Nếu mà một cơ sở nào đó mà họ mà làm không đúng về gõ thì ở trong đấy thì họ cũng chỉ toàn gỗ tạp thôi anh ơi, chứ không có hàng xịn đâu. Đấy nên là anh yên tâm, người ta đã nói con sâu làm rầu nồi canh. Đấy, một khi mà họ đã làm không đúng rồi thì chắc tất cả là những cái thứ họ làm nó đều không đúng anh ạ. Không có đúng đâu. Nó không đúng là ngay từ gọi là trong gọi là cái suy nghĩ của họ rồi. Nhận 6 triệu một mét như thế mà giờ làm toàn cái gỗ MKB, gỗ tạp và thấy tội cho các anh. Đúng rồi. 6,5 triệu anh. Quá cao. Cái mặt bậc thế quá cao. Thì người ta báo cái giá bằng cái giá của cây gỗ đỏ đó.
Đấy, thế thì bây giờ không đúng gỗ đỏ thì anh có quyền là giả lại mà. Ở nơi em làm có hơn 3 triệu một mét nó đã lung linh lắm rồi. Mà còn bây giờ nó nhận cọc hết 20 triệu nó mới ngặt hết chứ. Mới ngặt thì cứ kệ thôi, anh cứ chụp ảnh đúng mà không phải gõ cậy về. Thì cậy về thôi, nhớ ghi lại hợp đồng nha. Dạ thì mà làm nó cũng không có hợp đồng với mình. Bây giờ hợp đồng. Thì bây giờ hợp đồng, đồng vào cho nó chắc ăn. Giờ nó ở Cà Mau, em ở Nam Căn là trên lệch 50 cây số đúng không? Ôi 50 cây số đằng này đến 500 cây số hoặc là 2000 cây số em vẫn còn bê vào tận nơi em đổi cho các anh được cái này. Dạ dạ rồi. Ờ nên là anh không phải vấn đề gì cả. Lâm Căn hay là xa xôi như nào, cơ bản cái sự uy tín. Nếu anh em chấp nhận viết vào trong cái giấy tờ đúng loại gỗ anh em gọi là cam kết. Anh ví dụ như gỗ đỏ thì ghi rõ cho em là Ba Chi hoặc là Ly Dê hoặc Gala. Anh ghi rõ vào đấy đi. Đến lúc mà thẩm nó không đúng thì các anh cậy về thôi. Mình cũng chỉ cần đồ đúng thôi anh ơi. Dạ dạ. Ừ đấy. Đấy là chia sẻ với anh như vậy nên là rất mong là anh sẽ mua được hàng nó tốt và chuẩn chỉ. Hãy đăng ký vào kênh của em mà theo dõi cho kỹ vào đến lúc mình còn ăn nói cho nó dễ. Dạ dạ em có đăng ký chứ. Vâng vâng đấy. Thì ok anh, thì em nói chuyện với anh như này thì em cũng sẽ là cũng như là ghi âm quay lại video để chia sẻ lại với lại anh em để anh em còn rút kinh nghiệm. Vâng nên là ok anh nhá. Em cảm ơn anh. Được không sao hết anh. Rồi đấy thì anh cứ đăng ký anh sẽ nghe lại được toàn bộ những cái câu chuyện của em nói chuyện với anh như này thì để anh biết. Dạ. Vâng vâng. Ok anh. Cảm ơn anh. Ok anh. Chào anh nhé.